Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi tặng cho quý vị và các bạn một cái video có tên Người có quyền và nghĩa vụ liên quan là người đồng sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, thì trước tiên để kể cho vào một cái câu chuyện thực tế mà văn phòng có được trong quá trình hành nghề thì tôi sẽ nói với quý vị và các bạn đồng sử dụng là gì. Thưa quý vị và các bạn, thì phải nói về tính thực tế một tí xíu. Trong cái quá trình mà thực hiện cái chính sách đất đai thì nhà nước không có cho cái việc tách thửa nhỏ theo quyết định số 33, theo quyết định số 19 thì phải đủ cái điều kiện là quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp thì phải làm 500, 1.000 m², đối với đất ở thì bao nhiêu. Tuy nhiên thì cái khó khăn đó nó làm cho người ta nảy sinh một ý kiến là đồng sử dụng và đồng sở hữu. Thực tế thì theo ý kiến cá nhân tôi, chứ để tôi tránh bị ném đá, ý kiến cá nhân tôi thôi, cái việc đồng sử dụng, đồng sở hữu này nó xuất phát từ cái việc thừa kế. Ví dụ như trong trường hợp có ông bà cha mẹ chúng ta chết thì chúng ta chưa có chia thì chúng ta đứng tên là đồng sử dụng, đồng sở hữu. Tuy nhiên thì hiện tại cái tình trạng thực tế là đồng sử dụng, đồng sở hữu nhiều quá. Tôi mua một cái phần đất có diện tích là bề ngang 5, bề dài là 20. Tuy nhiên rằng là bây giờ là cái ông chủ đất ông bảo là tách thửa không được. Tách thửa không được thì phải lập vi bằng. Mặc dù là trên đất có cái căn nhà đó, phải lập vi bằng và đứng tên tôi với lại cái người khác. Cả hai người đều có vi bằng, và tôi với người khác mỗi người đứng tên đồng sử dụng. Đồng sở hữu thì cũng vậy thôi, đó là cái nhà. Vậy thì chúng ta được xem xét đồng sử dụng là hai người là một cái tài sản chung. Có thể là tài sản chung được sở hữu theo phần, cũng có thể là sở hữu chung hợp nhất. Sở hữu chung theo hợp nhất thì thấy rõ lắm là tài sản chung vợ chồng, dễ lắm. Ghi tên một người, tuy nhiên rằng là thường được xem là tài sản chung vợ chồng, thì tài sản chung vợ chồng là một tài sản chung hợp nhất. Còn đồng sử dụng, đồng sở hữu đối với những cái hình thức nãy tôi vừa mới nói đó, theo cái 33, theo cái 19, tách thửa nhỏ không được, cho nên buộc lòng phải đứng tên đồng sử dụng, đồng sở hữu. Thì cái phần của người nào được xác định bằng ranh giới, bằng cột mốc rõ ràng. Đa số thì một số vùng như là Củ Chi, Hóc Môn, quận 12 thì có cái dạng là đồng sở hữu. Đồng sở hữu là ví dụ như là tôi có tổng cộng là một trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên hai người A và B. Nếu và được cấp làm hai giấy, mỗi một giấy đó, thì tên của A thì phía dưới sẽ có tên của người B, và ngược lại phía ở trên là tên của người B thì dưới đó là tên của người A. Và Ủy ban Nhân dân đã cấp hai sổ. Khó lắm quý vị và các bạn ơi, khi cầm cố là phải có ý kiến của hai người, khi mua bán, khi chuyển nhượng, khi tặng cho, khi cho thuê, tất tần tật phải có ý kiến. Đồng mà, đồng sử dụng mà, đồng sở hữu mà. Trở lại câu chuyện của tôi tí nha, tôi sẽ trở lại cái câu chuyện đồng sở hữu, đồng sử dụng cho quý vị và các bạn trong những video tới. Hôm nay tôi nói với quý vị và các bạn, người liên quan là người đồng sử dụng. Tôi có một cái câu chuyện thực tế, nó là như thế này. Hai vợ chồng tranh chấp tài sản chung vợ chồng. Tài sản chung vợ chồng này được mua chung với một cái chị, gọi là chị M đi cho nó dễ. Thì khi tranh chấp tài sản chung vợ chồng, một người đã khởi kiện đến tòa. Tòa bảo là
trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này có cái tên của cái người liên quan, cái tên của chị M này, thì tòa đã mời chị lên. Thì trong trường hợp này chị phải nói được rằng: thưa tòa, mặc dù quyền sử dụng đất là 100 m², nhưng thực tế trên đất có 2 căn nhà. Cái nhà của vợ chồng nguyên đơn bị đơn, còn vợ chồng tôi là một cái căn nhà khác đã có ranh rất rõ ràng. Tuy nhiên vì một lý do gì đó không thể tách thửa được phần 50 m² của tôi và phần 50 m² của nguyên đơn và bị đơn, hai vợ chồng họ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì người liên quan sẽ trả lời rằng với thưa tòa, quyền sử dụng đất đồng sử dụng của tôi trong khối tài sản của họ là 50, là 1/2, là 50 m² đất, trong đó có thể hiện rõ tứ cạnh là bản đồ vị trí đông tây nam bắc giáp với ai, bản đồ hiện trạng vị trí. Và việc nhận chuyển nhượng từ một cái người bán, tại vì hai bên mua cùng một chủ. Như vậy khi khởi kiện, khi trình bày ý kiến của người có quyền và nghĩa vụ liên quan là chị M, chị M phải nêu rõ được vấn đề: mặc dù tôi đứng tên đồng sử dụng với nguyên đơn, với bị đơn, tuy nhiên tôi chỉ cái phần sở hữu chung theo phần, đúng, chính xác là phần sở hữu chung theo phần. 50 mét của tôi sẽ được xây dựng bằng căn nhà bề ngang mấy mét, dài bao nhiêu mét, trên đó có cái căn nhà của tôi. Và cơ sở pháp lý là tại thời điểm năm 2008 tôi mua của chủ đất cũ, và chính hai vợ chồng này cũng mua từ cái chủ đất cũ. Và tôi yêu cầu tòa không xem xét và giữ nguyên hiện trạng đối với cái phần đất mà tôi nhận chuyển nhượng, mặc dù là tôi đồng sử dụng trong khối tài sản chung của người khác. Thưa quý vị và các bạn, thật là khó để mà giải thích thế nào là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong cái vụ việc đồng sử dụng. Tuy nhiên thông qua video này tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn những cái nét đặc trưng cơ bản của người đồng sử dụng với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tôi sẽ có những cái gói hồ sơ về hướng dẫn ly hôn, về hướng dẫn kết hôn với người nước ngoài, về hướng dẫn vay tiền, về hướng dẫn khởi kiện chia thừa kế, để quý vị và các bạn, những người mong muốn và những người khát khao sẽ không phải tránh phải để luật sư Thu phải lặp đi lặp lại những câu chữ mà biết rồi khổ lắm nói mãi. Tôi chỉ muốn làm nó chung một cái chủ đề. Và nếu như trong trường hợp các anh chị, quý ông bà, cô bác, những người xem chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta cần những cái chi tiết, ví dụ như trong trường hợp ly hôn, thì chúng ta sẽ xem những cái video của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hay là chúng ta mong muốn khởi kiện chia thừa kế thì chúng ta sẽ khởi kiện chuẩn bị những cái thủ tục giấy tờ gì và hướng dẫn điền đơn như thế nào để chúng ta hiểu về mặt bản chất. Dĩ nhiên có một cái chút phí để cho luật sư có một cái động lực làm tiếp, một phần phục vụ cái nhu cầu của tất cả người dân, một phần lấy lại những cái khoản phí để những cái chi phí trong cái quá trình làm video. Thưa quý vị và các bạn, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, đặc biệt cho đến thời gian này. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị và các bạn có nhà ý tiếp tục xem, đồng hành cùng với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc thì hãy tiếp tục xem những cái video đã
của ngày hôm qua và của ngày hôm nay. Chương trình Dân ta phải biết luật ta, nếu các bạn đăng ký thì mỗi ngày đúng 8 giờ tối hàng ngày sẽ có một video về chương trình luật hoặc những cái giải trí relax cho quý vị và các bạn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.